Xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị. Rất là lâu rồi không gặp được các anh chị offline. Rất là cảm ơn hệ thống Radio 3S. Cảm ơn Diamond Cà Thị Nhung đã có lời mời hàng chia sẻ các anh chị buổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị dành thời gian trong một ngày tuyệt vời ngày hôm nay. Từ sáng giờ hàng học được rất là nhiều các anh chị. Vì vậy á, chúng ta hãy dành một lòng biết ơn, dành số 6 để cảm ơn Diamond Cà Thị Nhung và cảm ơn tất cả các anh chị trong ban tổ chức đi ạ. Dành số 6 thiệt là nhiều các anh chị. Hằng rất là thích số 6 ạ. Bởi vì số 6 là tượng trưng cho 6 nhánh, 6 chân. Và 6 chân đó để hoàn thành Diamond đó các anh chị. Dành số 6 thật là nhiều đi ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào các anh chị. Hằng xin giới thiệu sơ lược về mình một chút xíu. Hằng tên là Đặng Thị Thúy Hằng. Hằng để Hằng xem màn hình cái. Xem màn hình đâu? Đây, Hằng xem màn hình. Đó, các anh chị nhìn thấy cái màn hình của Hằng chưa ạ? Các anh chị nhìn thấy màn hình của Hằng chia sẻ chưa ạ? Các anh chị ơi, MC đã nhìn thấy màn hình của Hằng chia sẻ chưa ạ? MC ơi. Các anh chị đã nhìn thấy màn hình của Hằng chia sẻ chưa ạ? Thấy rồi em ơi. Ok chị. Rồi. Xin chào tất cả các anh chị. Hằng tên là Đặng Thị Thúy Hằng. Hằng làm thẻ Amway từ 2013. Cơ duyên Hằng đến với Amway rất là tình cờ các anh chị. Hằng làm Amway từ ngày 20 tháng 1 năm 2013. Và đạt Silver tháng 2 2013 và đạt Platinum tháng 7 2013 và 2018 Hằng đạt Diamond cùng một lúc với lãnh đạo Diamond Cà Thị Nhung ạ. Đây là công việc trước đây của Hằng các anh chị. Quê Hằng thì ở miền Tây, ở Đồng Tháp. Và năm 2000 thì Hằng lên Sài Gòn lập nghiệp, Hằng vào trường Đại học Y Dược học và vào bệnh viện Từ Dũ để làm. Thì 1 năm, 2 năm, 3 năm trước đây thì Hằng làm ở phòng xanh của bệnh viện Từ Dũ. Và khi Hằng nhớ là mình làm khoảng 3 năm ở phòng xanh các anh chị. Thì khi mà Hằng quay về quê để mà họp lớp, tại vì truyền thống của lớp Hằng thì cứ mỗi năm là ngày mùng 3 Tết là họp lớp. Thì khi mà quay về họp lớp thì bạn Hằng nói, ủa sao bạn già quá vậy? Tự nhiên gặp tất cả người bạn ai cũng nói câu đó với Hằng các anh chị. Bởi vì mỗi ngày là làm rất áp lực. Mỗi ngày là gọi là phòng sanh đó các anh chị. Cái nơi mà sản phụ sinh sản á, gọi là sanh tử các anh chị. Thì cái lúc mà sản phụ sinh á, là gọi là cách gọi là sanh tử cách nhau chỉ có một miếng vải thưa thôi các anh chị. Cho nên rất là áp lực, rất là căng thẳng. Và mình rất là khó ngủ cho nên trong suốt 3 năm liền á, trực đêm là chưa ngủ một lần nào ở bệnh viện cả, là thức trắng đêm các anh chị. Và trong thời gian đó thì Hằng rất là mong muốn được làm chủ, cho nên là khi mà ra trường nữ hộ sinh rồi á, đã bước vào bệnh viện Từ Dũ làm á, ngoài cái chương trình, ngoài cái công việc mà làm ở bệnh viện ra, Hằng tranh thủ thời gian hết sức có thể để đi học thêm dược ở Đại học Y Dược luôn các anh chị. Hằng học dược để mà mong muốn là ra trường mình không phải làm công như thế này nữa, để mình mở một cái quầy dược để mình bán, đừng để mình được làm ông chủ anh chị. Thì khi mà ra trường dược xong thì Hằng được phân bổ đi đi thực tập. Thì Hằng thực tập ở quầy thuốc của một người thầy đó là giảng viên của Đại học Y Dược. Thì thầy kể câu chuyện của mình. Thầy làm thầy có hai cái quầy pharmacy. Một cái quầy thì là nhà của thầy không phải trả tiền mặt bằng. Một cái quầy á là thầy thuê. Thầy nói là trước đây á thì khoảng 6 giờ là đã đóng cửa về nghỉ rồi.
Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây á, vì quá nhiều quầy thuốc á, ra liên tục cho nên là không dám đóng cửa sớm nữa. Tại vì nếu đóng cửa bệnh nhân sẽ đi qua chỗ khác, mà như vậy là sẽ mất mối luôn. Cho nên mỗi một ngày trễ hơn một chút, cuối cùng là mỗi một ngày đến 10 giờ tối thì thầy mới về. Vợ thì bán ở nhà thuốc ở nhà, còn chồng thì bán nhà thuốc để thuê, là cái nơi mà thuê để làm quầy thuốc anh chị. Thì khi mà thực tập ở đó thì thầy kể câu chuyện của mình á, thì thầy đã nói là đã dành hết tuổi thanh xuân của mình là 40 năm cho cái quầy thuốc, cho hai quầy thuốc này, hai vợ chồng là 40 năm rồi. Và 40 năm này á thì cái kết quả thì á, thầy mới vừa gom hết tài sản mà thầy đã để dành được á, thầy xây được căn nhà. Căn nhà 3 tầng, ngang 3, dài 15. Là gom hết cái số mà dành dụm rất là tiết kiệm chi tiêu á, để xây được căn nhà, bởi vì thầy rất là liêm chính. Bởi vì nếu như á, trước đây á, thì làm dược rất là nhiều tiền các anh chị, nhưng mà thầy không 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 có chỉ thầy không có được nhiều tiền như vậy. Cho nên á, thầy đấy thầy rất là liêm chính các anh chị. Cho nên á, là tổng hết các thu nhập 40 năm của thầy á, chỉ xây được căn nhà. Và thầy chia sẻ là chưa bao giờ thầy dám đi đi nhậu với một người bạn để xả hơi, hoặc là chưa bao giờ thầy dám đi đám cưới. Đi đám cưới chỉ là gửi thiệp thôi. Và chưa bao giờ mà cả gia đình có một cuộc sống mà đi du lịch. Thầy nói muốn mở quầy dược thì trước khi mở thì nghe thầy kể câu chuyện của thầy, đây là câu chuyện thật mà thầy đã làm, thì còn quyết định là quyết định của em, trong khi mình rất là khát khao để mình được làm chủ anh chị. Bởi vì mình hằng là người rất là mong muốn được làm chủ ngay từ lúc nhỏ, cho nên mới quyết tâm lên Sài Gòn để lập nghiệp. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là vùng đất hứa, hằng nghe các anh chị lớn nói như vậy, và hằng quyết tâm lên Sài Gòn để lập nghiệp, để mà tìm cơ hội cho mình. Và cuối cùng thì hằng nghe câu chuyện của thầy kể xong á, thì khi ra trường dược xong, thầy hằng không mở quầy dược nữa anh chị, hằng không mở nữa, và hằng đã tiếp tục làm công ăn lương. Và khi mà mình đọc quyển sách Dạy Con Làm Giàu á, hằng rất là biết ơn cái người bạn mà đã tặng cho hằng quyển sách ấy. Vô tình được một người bạn tặng cho mình quyển sách Dạy Con Làm Giàu, và duy nhất một tập 11, và bạn ấy không làm ăn quay các anh chị, nhưng mà bạn ấy tặng cho hằng quyển sách đó. Thì hằng đọc, hằng trong lòng mình rất là khao khát làm giàu các anh chị. Bởi vì ngay từ lúc rất là nhỏ, quê của hằng là vùng nước lũ á, thì ngay từ lúc rất là nhỏ, 7-8 tuổi thôi đi học, thì hằng nhìn thấy những người mà mạnh thường quân á, họ từ ở thành phố Hồ Chí Minh họ về họ cho gạo, cho mì, cho những nhu yếu phẩm cho những người mà bị nước lũ á anh chị. Họ phải di dời lên che lều để ở trên trên cái con đường các anh chị. Thì hằng đi học là hằng đi bộ, thì nhìn thấy cái cảnh đó các anh chị, thì hằng rất là ngưỡng mộ họ. Hằng rất là ngưỡng mộ những người mạnh thường quân đó, và hằng ước ao, hằng khát khao là khi lớn lên á, nhất định mình phải lên Sài Gòn lập nghiệp để mình thành công được giống như những anh chị này, và mình sẽ quay về quê hương của mình để mình sẽ làm được những điều này giống như họ. Và cái khát khao đó ấp ủ cho mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Và cứ như vậy thì hằng quyết định hằng làm ở bệnh viện, và có cơ hội để mình học thêm để thăng tiến. Và khi mà nghe thầy kể rồi, hằng không không quyết định làm chủ ở quầy dược nữa, mà hằng tiếp tục hằng làm. Và sau khi đọc quyển sách xong á, hằng thấy rất là hay, thì mình nhìn thấy được, ồ thì ra là mình là người người nghèo, là người làm công ăn lương, là ngay gốc đầu tiên của Kim Tứ Đồ là người nghèo. Và cha mẹ mình không giàu, để mà mình được thành công qua cái gốc bên kia Kim Tứ Đồ á, thì mình phải có một nguồn vốn rất là lớn, nhưng mà cơ hội nguồn vốn rất lớn không có. Nhưng mà nhìn thấy le lói đâu có một cái gọi là xây dựng hệ thống, và đâu đó nói về Amway các anh chị, nhưng mà thật ra không biết Amway là gì cả. Thì vô tình á, thì cũng là sẽ đi làm. Hằng cuối cùng hằng thấy quyển sách này rất là hay, hằng cứ như vậy mà mua. Hằng đi mua tập 1, đọc xong tập 2, cứ như vậy hằng đọc hết 13 tập các anh chị. Và hằng quyết định là bước ra ngoài tập tành kinh doanh, và hằng quyết định là kinh doanh về bất động sản. Và đương nhiên là kinh doanh lớn sẽ có rủi ro lớn, và hằng cũng đã gặp rủi ro lớn các anh chị. Và cứ như vậy mà hằng vẫn tiếp tục đi làm công ăn lương.
Đây là ông xã của mình. Ông xã của mình á thì ảnh làm ở bên bệnh viện nhân dân Gia Định. Rồi. Thì cơ duyên mà hằng để hằng gặp ông quay á, thì một ngày đẹp trời á thì có một bạn đồng nghiệp là bác sĩ Ánh. Đây là bác sĩ Ánh. Hằng rất là biết ơn vị bác sĩ này. Đây là một người bạn trong nguyên một cái nhóm, sau giờ làm á, lâu lâu là đi ăn sinh nhật với nhau, lâu lâu đi uống cà phê với nhau, thì cái nhóm khoảng 13 14 người. Thì trong đó tất cả các bạn ấy đều là bác sĩ, chỉ duy nhất Hằng là nữ hộ sinh. Thì trong cơ quan Hằng á, trong khoa Hằng bán cái gì thì Hằng cũng mua, mua để ủng hộ. Thì lúc đó bác sĩ Ánh tự nhiên chia sẻ cho Hằng về sản phẩm đi bán hàng. Bác sĩ Ánh nói Hằng là hôm nay em bán hàng, chị mua ủng hộ em đi. Thì Hằng không cần hỏi là sản phẩm gì các anh chị, thì Hằng gật đầu Hằng mua, là vì hai chữ ủng hộ. Cho nên từ đây về sau các anh chị đâu đó mà nghe một người bạn nào mà ủng hộ mình đó, coi chừng người ấy sẽ là diamond của mình. Các anh chị ghi nhớ điều này nha. Đâu đó cũng sẽ là diamond giống như Hằng các anh chị. Bởi vì Hằng cũng chỉ là một người ủng hộ, một người bạn của mình thôi, mua gọi là ủng hộ. Nhưng mà sau đó thì bởi vì lúc đó thì trong thời gian Hằng bị viêm xoang rất là nặng, thì bác sĩ Ánh mới nói Hằng là chị uống cái này đi, chị hết viêm xoang nè, và chị hết nám nè. Tại trước đây da Hằng nám rất là nặng các anh chị, do vì Hằng không có kiến thức về chăm sóc sắc đẹp á, bạn giới thiệu gì mua nấy. Thì mua cái kem trộn á, thì xài vô tình nó hư da và bị lão quá da rất là nặng các anh chị. Cho nên là gặp người bạn nào họ cũng nói sao nay già vậy, lên thành phố mà sao già hơn người ở quê vậy. Mỗi lần mà nghe câu đó rất là đau lòng các anh chị. Và nghe bác sĩ Ánh nói chị uống cái này là chị hết nám, thôi mình nghe câu đó giống như là ai đó cho mình vàng các chị. Hằng quyết định Hằng mua. Nhưng mà sau đó thì đi vô tình đi ra ngoài nhà xe thì hai người lại đi chung. Vừa ra tới nhà xe thì bác sĩ Ánh nói chị, hay là chị mở cái thẻ thì đặng chị mua giá gốc công ty, chứ chị em muốn chị mua giá gốc chứ em không muốn lấy giá lời chị. Thì Hằng nói thấy cũng có lý, thì mua giá gốc. Thế là bác sĩ Ánh ép Hằng vô đứng ngay cái gốc cây, của cây Hằng nhớ là cây điệp ở giữa bệnh viện Từ Dũ á, dựa vô gốc cây á, rồi bác sĩ Ánh chụp Hằng tấm hình. Thế Hằng là thế là Hằng đã trở thành một nhà phân phối của ông quay, và hôm nay Hằng là diamond. Hằng đến với ông quay là như vậy các anh chị. Và một thời gian Hằng dùng sản phẩm thì cảm thấy sản phẩm quá tốt, thì nhưng mà trong lòng Hằng nói một điều là mình ở đó giờ mình chỉ biết đỡ đẻ thôi, mình là dân kỹ thuật, mình đâu biết buôn bán gì đâu mà tự nhiên giờ rủ mình đi bán hàng. Cho nên Hằng từ chối rất là nhiều lần. Hằng từ chối đến nỗi mà bác sĩ Ánh chia sẻ, Hằng nhìn thấy lịch của Hằng mà làm chung phòng với bác sĩ Ánh á, là Hằng đổi lịch các anh chị. Hằng đổi lịch để Hằng không làm chung, để không nghe bác sĩ Ánh ôi vê nữa. Nhưng mà Hằng cứ gặp bác sĩ Ánh là bác sĩ Ánh nói, chị muốn thành công không? Chị muốn có thu nhập thụ động không? Chị muốn có thu nhập 100 triệu một tháng không? Bác sĩ Ánh luôn hỏi Hằng câu đó các anh chị. Và Hằng về Hằng cảm nhận mỗi ngày, cảm nhận sản phẩm quá tốt. Thì một ngày đó Hằng mới nói bác sĩ Ánh, công ty em còn bán gì nữa không? Dẫn chị đi mua chứ. Hằng chỉ là đi mua thêm sản phẩm để Hằng xài, bởi vì nó quá tốt. Thì nhớ cái lần đó bác sĩ Ánh dẫn Hằng ra 391 Điện Biên Phủ. Hằng mua lần đó là mười mấy triệu để về Hằng dùng cho gia đình của chị. Hằng mua tất tần tật những gì mà gia đình Hằng cần, Hằng mua hết. Cả cái bộ trị nám, cả cái bộ về dinh dưỡng mà điều trị viêm xoang cho Hằng luôn các anh chị. Bởi vì bác sĩ Ánh nói là nếu mà sức đề kháng chị tăng lên thì dùng cái bộ này nè, nó hỗ trợ cho việc điều trị viêm xoang của Hằng. Tại vì trước đây là cứ mỗi tháng Hằng phải đi bệnh viện một lần, Hằng vào tai mũi họng. Và cứ như vậy mà Hằng uống thuốc tay riết, cái mặt của Hằng bị phù lên, cơ thể Hằng bị phù lên, nó chỉ giữ nước. Thì Hằng cảm nhận là mỗi buổi sáng thức dậy mình rất là mệt mỏi. Nhưng mà sau khi dùng sản phẩm ông quay một thời gian, Hằng thấy mình tràn đầy sức sống. Chị sáng thức dậy mình không còn mệt nữa, mình rất là khỏe, và buổi trưa mình không cảm thấy mệt mỏi giống như trước đây nữa. Và Hằng quyết định là mua những sản phẩm ông quay về mình dùng. Và dùng một thời gian Hằng cảm giác được cái sản phẩm. Ô, sản phẩm quá tuyệt vời. Lỡ những gì bác sĩ Ánh nói là thật thì sao? Và cuối cùng Hằng quyết định cho mình một cơ hội đi ra tận nước ngoài để tìm hiểu ông quay cùng với bác sĩ Ánh lần này các anh chị. Hằng muốn nhờ các anh chị, mượn các anh chị một chàng pháo tay số 1 để cảm ơn cái người mà đã cho Hằng cơ hội kinh doanh ông quay này, là bác sĩ Lâm Thị Ngọc Ánh. Rất là biết ơn bác sĩ Ánh. Mặc dù bác sĩ Ánh không làm ông quay, bác sĩ Ánh giống như là ông tiên các anh chị, ông bụt đưa Hằng đến với môi trường ông quay,
đưa Hằng đến cho ông quay. Hằng đến, Hằng quyết định Hằng làm ông quay rồi, bác sĩ Ánh không làm ông quay nữa. Giống như một một cái vị âm nhân các anh chị. Và giống như cái lời lời cầu nguyện của Hằng là đi tìm cơ hội kinh doanh, thì có người đưa Hằng đến cơ hội kinh doanh ông quay thật sự và đã làm tròn sứ mạng rồi quay đi các anh chị, giống như vậy các anh chị. À, rất là biết ơn các anh chị lãnh đạo trong hệ thống danh quan của Hằng. Rất là biết ơn các anh chị ở đây. À, Hằng luôn học tập ở các anh chị. Và rất là biết ơn các anh chị lãnh đạo của hệ thống Rado và các anh chị lãnh đạo hệ thống 3S, đặc biệt là FC Châu Nguyễn Minh. Hằng rất là ngưỡng mộ và yêu quý cô. À, cô làm ông quay bằng tình yêu thương các anh chị. À, có một lần đi Úc, rất là biết ơn chị Hà. Hằng lúc đó là gặp được cô Châu Nguyễn Minh, là lúc đó may mắn là tự nhiên gặp được chị Hà. Chị Hà phiên dịch lại giùm. Hằng được ngồi nghe cô chia sẻ, đây là lần đầu tiên duy nhất Hằng được ngồi nghe cô chia sẻ các anh chị. Những gì cô chia sẻ Hằng khắc sâu vào lòng. Và cô nói một điều á, làm âm quay, muốn làm âm quay lớn thì phải có lòng bao dung lớn. Và muốn làm âm quay lớn thì phải có quan niệm thái độ lớn. Phải có quan niệm thái độ tốt. Và muốn thành công âm quay lớn thì phải nghiêm túc học tập và khiêm tốn. Hằng luôn khắc sâu vào những lời nói của cô các anh chị. Và Hằng đã thực hiện. Và Hằng trở thành con số 0 để Hằng học tập tất cả các anh chị lãnh đạo của hệ thống các anh chị. Rất là cảm ơn chị Hoàng Yến, Hằng Khánh Cường. Và rất là biết ơn thầy Phu. Rất là biết ơn FC Ba Won và cô Rebecca. Hằng cảm thấy mình rất là may mắn các anh chị. Hằng rất là biết ơn vũ trụ. Là cái ngày vinh danh Diamond của Hằng á, thì có cả FC Châu Nguyễn Minh và FC Ba Won đến tham dự các anh chị. Hằng cảm thấy mình rất là may mắn, rất là hạnh phúc và rất là biết ơn thầy cô, rất là biết ơn ông tổ của hệ thống Rado của mình là thầy Phó Hậu Kim. Hằng vô cùng may mắn được gặp thầy khoảng 4-5 lần rồi các anh chị, gặp riêng thầy được 4-5 lần. Và những gì Hằng chia sẻ ở đây cho các anh chị á, là những gì Hằng đã học được và ghi chép không sót một chữ nào các anh chị. Cho nên vì vậy á, Hằng, các anh chị sẽ không gặp được thầy, nhưng mà Hằng đã gặp được thầy và Hằng truyền cái lời của thầy Phó Hậu Kim để mang đến cho các anh chị những điều tốt đẹp và mang đến cho anh chị nguồn năng lượng lớn để thành công lớn ở Amway. Các anh chị có sẵn sàng lắng nghe không ạ? Sẵn sàng cho Hằng số 6 đi các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị. Rất là biết ơn hai người mẹ của mình các anh chị. Hằng rất là thích câu nói này các anh chị. À, nếu như ai đó đã chia sẻ cho bạn một cơ hội tuyệt vời nhưng bạn không chắc mình có làm được hay không thì hãy nói yes trước và học cách làm sao các anh chị. À, đầu tiên Hằng không biết mình sẽ làm như thế nào các anh chị, nhưng mà Hằng nhìn thấy được á, là Amway là một cơ hội tuyệt vời, bởi vì Hằng cũng là người làm kỹ thuật, Hằng không biết gì về Amway ngay từ đầu các anh chị. 12 năm học phổ thông và lên học đại học y dược 3 năm, ra trường vô Từ Vũ đỡ đẻ, mười mấy năm không biết gì cả về kinh doanh. Nhưng mà Hằng vẫn nhận lời với Amway các anh chị. Và Hằng đi học, Hằng trở thành con số 0 để bắt đầu học từ đầu các anh chị, như một đứa trẻ. Học bò rồi học đi các anh chị. Và Hằng đã làm điều đó. Và Hằng quyết định là mình sẽ bắt đầu, muốn thành công phải đi học. Và muốn thành công ở đâu thì phải đến ở đó mà học. Muốn trở thành bác sĩ giỏi thì phải vào trường đại học y dược học và vào bệnh viện tốt để học kinh nghiệm của bác sĩ giỏi thì mình mới trở thành bác sĩ giỏi. Và muốn trở thành giáo viên giỏi thì phải vào trường đại học sư phạm, chứ không thể trở bước vào đại học y dược mà học trở thành giáo viên giỏi được. Cho nên muốn thành công môi trường nào phải vào môi trường đấy. Và Hằng đã cho cơ hội mình đi ra học ở nước ngoài. Hằng đi Trung Quốc, Hằng tham quan nhà máy Amway, sau đó Hằng quay về, quyết định Hằng làm Amway. Vì Hằng nhìn thấy Amway là một cơ hội quá tuyệt vời. Và tiếp theo những chương trình ở đâu có học tập là ở đó Hằng đăng ký trước các anh chị. Các anh chị lãnh đạo lớn sẽ ghi nhận được điều này, vì ở đâu mà có phát hành vé đại hội là Hằng là người đăng ký trước các anh chị. Bởi vì Hằng rất là trân trọng những tấm vé đi học tập các anh chị. Bởi vì chỉ có học tập ở Amway mới giúp cho mình thành công các anh chị. Và Hằng quyết định đi học. Đây là ở Malaysia. Hằng nhớ cái lần này á, là lần mình lên được Platinum các anh chị. Lúc này Hằng mới vào Amway. Thì lúc đó là ngay cái đợt mà thầy Phó Hồ Kim kỷ niệm 36 năm làm Amway.
thì Hằng bắt đầu Hằng đi học các anh chị. Và Hằng đi cái chương trình này xong á, Hằng cho mình quyết tâm lớn là nhất định mình phải trở thành diamond. Và năm 2018 thầy Phu lại tổ chức một chương trình nữa ở Đài Loan. Đây là Đài Loan các anh chị. Hằng nhớ rất là rõ. Cho nên các anh chị, đây là cái luật hấp dẫn. Các anh chị hãy tin một điều này. Bởi vì những cái gì mà Hằng khát khao, Hằng ước mơ, Hằng đều đã nhận được hết các anh chị. Hãy nói cái ước mơ của mình cho vũ trụ nghe thấy các anh chị. Hằng ghi là Gold Diamond 2018 các anh chị. Hằng khát khao mình sẽ trở thành Diamond 2018. Thì cái năm này Hằng đi là 2016 các anh chị. 2016 này Hằng đi. Hằng đi, đây là Đài Loan các anh chị, là kỷ niệm 38 năm làm ăn quay của thầy Phó Hậu Kim. Và Hằng đi cùng với đồng đội của mình, các bạn đồng nghiệp tuyến dưới của mình. Và đây là cái nơi mà cái xe lửa các anh chị, cái đường ray xe lửa mà nơi cầu nguyện các anh chị, nơi mà mình thả lên những gọi cái này là gọi giống như kinh khí cầu với các anh chị, thả lên cho vũ trụ. Mình ước cái điều gì thì vũ trụ sẽ cho mình điều đó các anh chị. Hằng rất là có niềm tin và Hằng đặt hết niềm tin của mình, Hằng đưa vào trong đây các anh chị. Và Gold Diamond 2018. Và điều đó đã trở thành sự thật. 2018 Hằng cũng đã trở thành Diamond các anh chị. Và đây là siêu thị em quay ở Đài Loan ban đêm các anh chị. Trong đây rất là nhiều nhu yếu phẩm các anh chị, kể cả gạo, kể cả nhu yếu phẩm. Bởi vì Hằng rất là xúc động khi mà mình bước vào cái siêu thị này. Bởi vì lúc đó, cái lần mà Hằng được nghe bác sĩ Ánh chia sẻ, nói với Hằng, chị tưởng tượng xem khi Việt Nam của mình có những chuỗi siêu thị của Amway và Amway Lazada mọc lên khắp nơi, mà bạn bè của chị chỉ cần chị mở thẻ, họ bước vào siêu thị, họ mua bịch gạo ăn thôi, họ mua 1 ký gạo ăn thôi, là chị đã là ông chủ của siêu thị này rồi. Bác sĩ Ánh nói xong hình dung các anh chị, Hằng bước chân ra siêu thị Amway ở khắp nơi, ở các nước ngoài các anh chị. Hằng nhìn thấy những gì bác sĩ Ánh nói là sự thật. Và Hằng đã tin các anh chị. Và cứ như vậy mà Hằng làm. Và ở đâu có học tập là ở đó có Hằng. Đây là cái lần 2016 Hằng đưa những anh chị này đi qua Đài Loan học tập. Và ở đây phân nửa này đã trở thành Founder Platinum và Founder Platinum trở lên các anh chị. Phân nửa này Hằng nhớ bác sĩ Phong, bác sĩ Nhân là lúc này là mới vào làm Amway các anh chị. Hiện tại là đều là Founder Platinum hết rồi các anh chị. Anh Hải lúc đó là chưa lên SP luôn các anh chị, là hiện tại cũng là Platinum. Và anh Phong lúc đó là mới lên SP thôi, và hiện tại đã là Founder Platinum. Và có rất là nhiều Founder Platinum bên dưới rồi các anh chị. Trong đây thì có rất là nhiều Platinum của Hằng trong đây các anh chị. Tất cả những Platinum ở trong đây, như là khoảng 20 Platinum đều nằm ở đây các anh chị. Rất là tuyệt vời các anh chị. Nên đó là cái sức mạnh của sự nghiêm túc trở con số không học tập các anh chị. Và tiếp tục đi học tập ở Thái Lan các anh chị. Bước vào Amway Lazada Thái Lan nhìn rất là khủng khiếp các anh chị. Đó là tầm nhìn, đó là tương lai của mình các anh chị. Hằng cảm thấy mình rất là hào hứng. Sáng nay Hằng nghe bạn Hưng chia sẻ về cái tầm nhìn của Amway, và nghe cái câu chuyện của chị Hà và anh Sơn. Hằng cảm thấy mình rất là hào hứng các anh chị. Không biết vì sao mỗi lần Hằng nghe những anh chị mà chia sẻ về Amway á, Hằng có khi một động lực rất là lớn các anh chị. Hằng cũng học được rất là nhiều từ sáng giờ, Hằng vào đầu giờ luôn các anh chị. Hằng học tập các anh chị rất là nhiều các anh chị. Biết ơn các anh chị. Và tham quan siêu thị, tham quan nhà máy Amway. Và ở nơi đây các anh chị, Hằng nhớ mình có lần dẫn, lần này Hằng dẫn người thầy, cái người mà Hằng đã thực tập dược ngày xưa các anh chị. Hằng dẫn thầy vô nhà máy Amway tham quan xong các anh chị. Thầy nói tôi đi trước giờ 40 năm nay tôi đi khoảng trên 100 cái nhà máy dược mà lớn, lớn có tiếng tăm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam mình. Nhưng mà tôi chưa từng thấy một cái nhà máy nào mà sạch như Amway hết. Và cái nhà máy nào mà quy chuẩn như Amway hết. Đó là lời của một cái người thầy của Hằng, người thầy mà dạy dược của Hằng chia sẻ các anh chị. Và Hằng bước vào đó Hằng cảm giác được giống như mình trở lại ở bệnh viện các anh chị. Bởi vì Hằng từng bước qua phòng mổ các anh chị. Hằng là bế em bé từ phòng mổ các anh chị. Thì vô phòng mổ thì cái không khí của nó là cái không khí rất là sạch. Và Hằng vào đó thì cái vào cái nhà máy Amway này y như phòng mổ các anh chị. Rất là tuyệt vời các anh chị. Hằng nhớ lần đó có một lần có một bác đó, bác nói cái viên C á, tôi đi tham quan nhà máy này xong giờ cái viên mà viên vitamin C bác đó bảy mấy tuổi rồi.
giờ bán cho tôi 50 ngàn tôi cũng mua, đừng chứ đừng, đừng có nói là 5 ngàn mà là 50 ngàn tôi vẫn mua. Tại vì cái quy mô của người ta quá lớn, quá khủng khiếp đi. Giờ bán tôi 50 ngàn tôi vẫn mua để tôi uống cho tôi khỏe nè. Một bác già nói như vậy các anh chị rất là tuyệt vời. Một bác khách hàng học tập tiếp tục các anh chị. À, đi học liên tục các anh chị. Bởi vì có câu nói của những người thầy của mình, thầy Phu Hậu Kiên, Phó Hậu Kiên và cô Châu Quốc Minh đều nói với mình là no meeting là no ông quay. Không có hội nghị là không có ông quay. Cho nên Hằng luôn tin tưởng điều đó và lúc nào cũng đi học các anh chị. Đây là những anh chị Platinum, Founder Platinum đầu nhánh của Hằng các anh chị. Rất là biết ơn các anh chị đã cùng với Hằng kề vai sát cánh. Là nhánh đầu tiên của Hằng, một chị đồng nghiệp. Và tất cả những anh chị này là Platinum trở lên các anh chị. Nhánh thứ nhất của Hằng. Nhánh thứ hai của Hằng là anh Tuấn Gia Kiệm. Đây là một cái thị trường mà rất là nhiều anh chị là xuất phát điểm rất là bình thường. Anh chị Tuấn Điệp á, là lớp 5 thôi. Nhưng mà hiện tại đã làm founder và doanh số rất ổn định các anh chị. Và rất là nhiều anh chị trong đội nhóm á, lớp 3 và có những anh chị không biết chữ vẫn lên FB. Có một chị mặc áo xanh mà cầm hoa là bán bánh mì ở chợ 28 năm. Và chị ấy hiện tại là một GB các anh chị. Và chị ấy trình độ lớp 3 thôi. Đã là một GB và hôm nay chị ấy có tổng cộng là 1, 2, 3 người. Một người là GB và 2 FB. Và tháng này xuất hiện một tầng dưới nữa là một FB các anh chị. Rất tuyệt vời các anh chị. Và rất là nhiều anh chị người lớn tuổi vẫn làm được Amway các anh chị. Amway là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể làm được các anh chị. Chỉ cần mình tin tưởng. Và đây là nhánh thứ 3 của Hằng. Nhánh thứ 3 của Hằng là cô em gái ruột của mình các anh chị. Đây là cái người bạn, người em gái mà quyết định làm Amway là cái người mà Hằng chia sẻ các anh chị. Hằng chia sẻ Amway. Các anh chị nghe Hằng lên Diamond thì nó là chắc là chị may mắn chị chia sẻ ai cũng làm Amway hết á. Nhưng mà mỗi ngày Hằng chia sẻ trung bình là 1K OIB các anh chị. Hằng làm 5 năm lên Diamond là tương đồng với Hằng làm 60 tháng. 60 tháng mà nhân cho 12 là tổng cộng Hằng chia sẻ tổng cộng khoảng 1.800K đó các anh chị. Vậy thì chia sẻ 1.800K thì có 6 người, 6 nhánh hảo tâm làm quay với mình. Cho nên không phải chia sẻ ai cũng làm quay, mà mình chia sẻ với người cùng tầm số với mình. Đứa em gái của Hằng là người đối lập với ông quay là không có tài ăn nói, không có mối quan hệ. Bạn này là ba không anh chị, không tiền, không mối quan hệ và không tài ăn nói. Bạn ấy làm cùng ở bệnh viện với Hằng các anh chị. Thì bạn ấy từ chối Hằng ăn quay 1 năm. Và Hằng bắt đầu Hằng vẫn chăm sóc các anh chị, Hằng vẫn nói chuyện mỗi ngày 1 năm các anh chị. Và cứ như vậy. Và tự nhiên em của Hằng nói, ủa, lúc đó em Hằng giật mình, ủa sao không có nghe chị Hằng nói là con chỉ bệnh nữa. Tại vì trước đây con Hằng bệnh hoài. Khi mà con Hằng được uống dinh dưỡng đầy đủ, không có bệnh nữa anh chị. Và Hằng không phải kêu em Hằng phải đem thuốc lên cấp cứu nữa. Bởi vì em Hằng làm ở khoa dược. Cho nên Hằng cứ kêu đem thuốc cấp cứu Hằng liên tục anh chị. Bởi vì khi mà Hằng bị viêm xoang nặng rồi, Hằng bị hành sốt mà Hằng muốn ngất xỉu anh chị. Thì em Hằng phải đem thuốc lên cấp cứu. Phải uống những cái liều thuốc rất là nặng. Cho nên khi mà uống liều thuốc quá nặng, người của Hằng bị phù lên. Cho nên em Hằng giật mình thấy 1 năm trời chị mình không kêu mình đem thuốc nữa. Thì bắt đầu em Hằng mới mở lòng. Và mới dùng sản phẩm dần dần. Và em Hằng nghe lịch sử của Amway các anh chị. Em Hằng nghe cái câu chuyện mà cái nhà máy Amway mà bị cháy các anh chị. Cái câu chuyện này mà em Hằng quyết định làm Amway. Bởi vì em Hằng đi 3 lần Đại Hồng Kông và nói đi 3 lần rồi không làm. Nhưng mà Hằng năn nỉ em ấy đi 1 lần nữa thôi. Và em ấy đã đi lần thứ 4 và em ấy nghe được câu chuyện của Amway các anh chị. Nghe cái câu chuyện mà nhà máy Amway ở Mỹ cháy. Thì thay vì những ông chủ doanh nghiệp khác thì kêu công nhân, kêu nhân viên mình vô chữa cháy đi. Nhưng mà riêng nhà máy ông quay thì hai nhà đồng sáng lập là tuyệt đối không cho nhân viên vô chữa cháy. Bởi vì ông nói là tính mạng của anh chị đó là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Cháy này chúng tôi sẽ lập nên một cái khác lớn hơn nữa. Và một cái lần mà Amway ở cái lần mà bị động đất các anh chị, bị động đất đó thì nhân viên Amway chở tiền bằng máy bay qua đi tìm nhà phân phối của Amway để trả tiền mặt các anh chị. Cái điều đó cực kỳ xúc động các anh chị.
Cho nên em Hằng quyết định là bắt đầu mở lòng đi học Amway các anh chị. Và hôm nay em ấy cũng trở thành một founder Latinum. Và có rất là nhiều bác sĩ ở bên dưới các anh chị. Và ở đây có bác sĩ Nhân là ông xã của em của Hằng. Bác sĩ Nhân là bác sĩ làm ở bệnh viện 115 các anh chị. Và bác sĩ Phong. Hai bạn ấy đều là trưởng khoa các anh chị. Và hai bạn ấy là những lãnh đạo xuất sắc, rất là giỏi các anh chị. Và rất là khiêm tốn học tập các anh chị. Mình có thể là không phải là người giỏi, nhưng mà nhờ ông quay, nhờ người khổng lồ đã giúp cho mình á, tìm được những người rất là giỏi các anh chị. Và nhánh thứ tư của Hằng là lãnh đạo Hoàng Hải các anh chị. Bạn ấy là người bạn của ông xã của mình. Ngay từ đầu tiên ông xã của mình á, rất là phản đối ông quay. Vì á, nói là ông quay là đa cấp, mà đa cấp là lừa đảo. Và ông xã mình á, đã phản đối rất là nhiều. Và Hằng cũng đã vượt qua một cái thách thức rất rất là lớn. Và cuối cùng anh ấy đã dùng sản phẩm ông quay và đã cảm nhận. Anh ấy được sản phẩm thuyết phục và anh ấy đã quyết định làm ông quay đồng hành với Hằng. Và rất là biết ơn ông xã của mình. Cái người đầu tiên ông xã chia sẻ là anh Hoàng Hải. Và lần đầu tiên anh ấy chia sẻ minh họa sản phẩm là đổ tùm lum các anh chị. Nhưng mà bạn ấy vẫn làm ông quay. Vì nhìn thấy được cái khao khát thành công của vợ chồng Hằng. Anh ấy quyết định làm ông quay. Và hôm nay anh ấy cũng lập Platinum nhánh thứ 6 của Hằng các anh chị. Và nhánh thứ 5 và đây là nhánh thứ 6 Hằng. Đây là chị Thanh Hương. Hai vợ chồng anh chị ấy á, đã từ chối ông quay Hằng 1 năm các anh chị. 10 người mà Hằng cho là họ sẽ làm ông quay với Hằng. Hằng nhớ rất là rõ lần đầu tiên Hằng đi ra nước ngoài học tập. Thì Hằng thấy Hằng được cảm xúc với một cô. Cô ấy là một người nội trợ rất là bình thường, trình độ chỉ lớp 5 thôi. Cô rất là bình thường. Và cô làm ông quay 6 năm cô lên Diamond. Và cô nói cô không có tiếng trên. Cô đi làm ông quay có một mình. Nhưng mà vì cô rất là khao khát thành công. Cô làm. Và cô lên tới Diamond thì mới gặp được người tiếng trên của mình. Và cô mới nói làm ông quay chỉ cần bạn tìm được 6 người hạ quyết tâm làm ông quay thôi. Thì bạn sẽ lên Diamond. Thằng trong suốt hội nghị 3 ngày các anh chị, thằng chỉ nghe được là bạn đi tìm được 6 người. Và thằng mới nói trong lòng của mình á, ô, mình có tới hơn chục người bạn thân lắm. Người bạn gọi là chí cốt á. Thì cỡ nào cũng lên Diamond. Thằng nói điều đó thằng rất là sung sướng các anh chị. Và khi thằng quay về Việt Nam, thằng quyết định thằng làm ông quay. Thì 10 người bạn thân nhất mà thằng cho là họ sẽ làm ông quay với mình. Họ sẽ làm ông quay với mình. Nhưng mà cuối cùng 10 người bạn thân nhất, kể cả đứa em ruột của mình, đều từ chối ông quay các anh chị. Thì đây là anh Sơn. Là cái người mà đầu tiên mà thằng mời ra chia sẻ ông quay. Và anh tạt cho thằng liền một gáo nước lạnh. Và anh nói nếu như mà nói ông quay ra cách nữa, là coi như là từ luôn, nghỉ chơi luôn, không nói chuyện nữa. Và mất luôn bạn của mình. Là nghỉ chơi luôn các anh chị. Nhưng mà không sao cả các anh chị. Hằng không nói ông quay nữa. Nhưng mà lâu lâu Hằng vẫn hỏi thăm. Thì đến một ngày đẹp trời đúng một năm sau các anh chị. Anh này được nghe một người bạn. Lại chia sẻ với anh về ông quay. Và đưa cho anh ấy xem cuốn tạp chí. Có hình của Hằng lên Platinum các anh chị. Thì tự động anh ấy. Ủa Hằng đây mà Hằng từ vũ đây mà. Tại vì anh ấy nghe một người bạn nói chị này chỉ làm từ vũ chỉ lên Platinum rồi. Chỉ làm có 7 tháng chỉ lên Platinum rồi. Thì á. Anh ấy gọi điện cho Hằng các anh chị. Lúc đó là Hằng đang ở nhà. Anh ấy gọi cho Hằng. Nói sao rồi, thành công rồi phải không? Cái Hằng mới nói là dạ thường thôi anh. Thì anh ấy mới nói là bây giờ anh muốn rất là nghiêm túc tìm hiểu ông quay. Thì Hằng mới nói là anh ơi bây giờ thôi anh mời luôn vợ anh ra luôn đi. Để em chia sẻ một lúc luôn. Thì lúc đó anh ấy mời bà xã ra là chị Thanh Hương các anh chị. Ít nhiều các anh chị cũng đã biết chị Thanh Hương là một người lãnh đạo rất là xuất sắc. Thì chị ấy... Hai vợ chồng ra nghe Hằng chia sẻ ông quay. Và chị ấy nói tại sao lãnh đạo không nói sớm với tôi một năm mà nói với ông Sơn chi. Nếu nói tôi một năm là tôi đã làm ông quay rồi. Thì Hằng mới nói bây giờ vẫn không muộn và làm đi. Thì chị ấy quyết định làm và hiện tại. Đây là cái nhánh Platinum của Hằng các anh chị. Rất là tuyệt vời các anh chị. Là rất là nhiều người đã từ chối mình. Và đây là người bạn học của mình. Bạn ấy lúc mà chia sẻ thì bạn ấy nói bạn ấy mới vào bắt đầu học cử nhân thôi. 4 năm sau đi. Học xong 4 năm đi rồi hả nói tới ông quay nữa. Thì Hằng vẫn chờ các anh chị. Và sau 4 năm Hằng thấy mọi người đăng hình lên trên Facebook á, là cử nhân ra trường. Ô Hằng nhớ tới người bạn này các anh chị. Hằng nhớ liền tới người bạn này. Và Hằng bắt điện thoại lên Hằng gọi. Hằng hỏi sao rồi ra trường rồi phải không. Cái bạn ấy nói tính nghỉ ngơi vài ngày để hãy gọi cho mày. Nhưng mà nó không thôi nghỉ làm chi ra gặp đi. Thì Hằng gặp các anh chị. Hằng chờ đợi bạn ấy và Hằng gặp. Và Hằng chia sẻ ông quay. Và hai vợ chồng ấy quyết định là ông quay. Và đây là cái nhánh thứ 6 quyết định cho Hằng lên Diamond các anh chị. Rất là biết ơn bạn ấy. Từ chối Hằng ông quay là 4 năm đó các anh chị. Cho nên cái người từ chối mình
chưa chắc gì họ sẽ không phải là Latinum của mình. Cho nên các anh chị hãy kiên trì, các anh chị kiên trì và hãy dùng tình yêu của mình và hãy dùng sự chân thành của mình để chăm sóc họ. Các anh chị, họ yêu quý, họ tôn trọng mình, họ sẽ làm ông quay lại với mình. Các anh chị, đây là nhánh thứ bảy của Hằng, đây là mẹ của Hằng. Các anh chị, đây là nhánh Latinum thứ bảy của Hằng năm vừa rồi. Các anh chị, để Hằng đạt Diamond Lead năm vừa rồi, đây là nhánh thứ bảy. Đây là cô giáo, cô giáo là ở gần nhà các anh chị, cô này là tuyến dưới của mẹ. Cô giáo này Hằng chia sẻ âm quy với cô từ lúc mà con trai của Hằng lớp 1. Hằng dẫn đi để ngày đầu tiên Hằng đến Hằng gửi cô, và Hằng có chia sẻ với cô về âm quy luôn các anh chị. Hằng có tặng cho cô ngày 20 tháng 11, Hằng tặng quà cho cô và Hằng chia sẻ âm quy với cô, và cô từ chối. Và mỗi lần Hằng dẫn con đi học, Hằng đều có kiếm cơ hội để đến chào cô một cái, đi gặp cô một cái các anh chị. Và cuối cùng á, đến khi mà con Hằng bắt đầu vào lớp 7 các anh chị, thì cô mới mở lòng đón nhận ông quay. Và sau từ lúc mà con Hằng lớp 1 mà đến lớp 7, bắt đầu vào lớp 7 rồi Hằng mới gặp được cô, Hằng mới chia sẻ ông quay với cô. Và hiện tại cô là nhà phố 15% mà các anh chị. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời, là kiên trì không bỏ cuộc. Vì các anh chị hãy suy nghĩ là ở đâu cũng là lãnh đạo của mình các anh chị. Và đây là nhánh thứ 8 của Hằng. Bạn ấy hiện tại là một Platinum các anh chị. Đây là Gia Huệ. Bạn ấy là người đi tìm âm quay các anh chị. Một cái câu nói mà Hằng rất là thích các anh chị, và Hằng luôn bám sát theo cái câu nói này các anh chị. Cái câu nói là hành động rồi sẽ có sức mạnh, cứ đi là sẽ tới, cứ làm là sẽ được. Tại vì mỗi ngày Hằng đều làm các anh chị, mỗi ngày Hằng đều OBB, Hằng đều chia sẻ, Hằng đều bán hàng, Hằng đều làm 3S các anh chị. Một cái hệ thống 3S của mình á, vì sao mà có tên 3S? Bởi vì một cái người làm quay mấy chục năm á, có một cái tầm nhìn rất là xa, rất là lớn, là rất là rộng các anh chị. Cô đặt 3S, hệ thống 3S là cô muốn nhắc nhở với mình phải 3S mỗi ngày, phải 3S mỗi ngày, bán hàng bảo trợ chăm sóc mỗi ngày. Và Hằng nhìn thấy cái tên của hệ thống mình, mỗi ngày Hằng nhớ tới 3S, Hằng đều nhớ tới công việc của mình, Hằng đều làm các anh chị, Hằng đều OIB, Hằng đều chăm sóc, Hằng đều như vậy các anh chị. Và cứ bán đơn hàng chăm sóc rồi gửi lên các anh chị. Chăm sóc da, OIB, minh họa sản phẩm, bán hàng. Hành động các anh chị. Bởi vì muốn người khác làm á, đầu tiên mình phải là người làm các anh chị. Muốn tuyến dưới mình làm thì đầu tiên mình phải là người hành động. Bởi vì á, tuyến dưới mình sẽ luôn nhìn về mình làm như thế nào thì tuyến dưới mình sẽ làm y như vậy các anh chị. Và tiếp tục về chương trình nấu ăn, hội nghị gia đình, kem bạc ti. Cứ như vậy các anh chị, kem bạc ti rồi hôm bạc ti. Cứ như vậy các anh chị. Đây là những cô giáo, tất cả những cô giáo dạy của con Hằng, dạy các môn và chủ nhiệm các con Hằng, Hằng đều bảo trợ OIB, ít nhất là khách hàng các anh chị. Các cô giáo của hai đứa con Hằng rất là tuyệt vời các anh chị. Rất là vui các anh chị, nấu ăn rất là vui. Và đây là cái lần đi Vũng Tàu để làm kem bạc ti. Rất là nhiều các anh chị, đa ngành nghề các anh chị, rất là nhiều ngành nghề. Luật sư cũng có, nông dân cũng có, kế toán cũng có, chủ doanh nghiệp cũng có, rất là nhiều ngành nghề các anh chị. Rồi làm rồi sẽ có các anh chị, cứ đi rồi sẽ tới. Lên Diamond rồi lên Ruby, rồi lên Sapphire. Cứ vậy mà làm các anh chị, hành động liên tục. Với khát khao là nhất định sẽ lên Diamond các anh chị. Rồi lên Emerald, rồi lên Diamond các anh chị. Và mình làm sẽ được trả lại cho mình rất xứng đáng các chị. Bởi vì Hằng cảm nhận được cái câu của ông Rick DeVos nói là bạn hãy dành cho ông quay 5 năm đi, ông quay sẽ dành lại cho bạn 5 đời. Cái câu nói này rất là tuyệt vời, rất ý nghĩa các anh chị, và rất là có thật, rất là chất các anh chị. Bởi vì Hằng cũng đã nghiêm túc với ông quay, Hằng làm ông quay hết mình, Hằng trái hết mình với ông quay 5 năm các anh chị. Thì đúng 5 năm Hằng đã lên Diamond. Và chưa một lần du lịch nào mà vắng Hằng các anh chị. Lần đầu tiên năm 2013 Hằng bước vào làm ông quay. Thì năm 2014 thì Hằng được cái chuyến du lịch đầu tiên ở Nhật Bản. Đây là cái lần mà Hằng một tháng chuẩn bị đi á, là nguyên một tháng Hằng rất là khó ngủ các anh chị. Bởi vì á, rất là hồi hộp. Tại vì từ trước giờ mình chưa bao giờ được đi du lịch năm sao mà được chưa được đi miễn phí bao giờ. Thì đây là cái lần đầu tiên rất là cảm xúc các anh chị. Và năm thứ hai là đi Melbourne. Rất là tuyệt vời các anh chị. Và tiếp tục
Cái lần mà Hằng cảm xúc nhất là cái lần mà Amway mời đi Hồng Kông, Đài Loan mà mời luôn cả hai đứa con của mình đi các anh chị, trả lại thời gian cho con các anh chị. Bởi vì á, trong cái lúc mà Hằng làm Amway á, thì con Hằng bé nhỏ của Hằng mới có 2 tuổi thôi. Mới 2 tuổi thì khi mỗi lần mà Hằng về á, mỗi ngày Hằng về trễ hơn các anh chị. À, 9 giờ về, có khi 10 giờ tối về. Bởi vì Hằng vừa làm bệnh viện, Hằng vừa làm Amway, Hằng làm bán thời gian Amway. Hằng vừa làm thì Hằng chỉ làm được Amway buổi tối thôi. Và tranh thủ thời gian buổi trưa giờ người ta ngủ, thì mình không ngủ, mình đi gặp người bạn của mình chia sẻ. Hằng nhớ cái lần đó có một chị trưởng khoa của Hằng, chị kêu Hằng lại, chị nói: Hằng hỏi bộ gia đình em khó khăn lắm sao? Tại sao em phải vất vả như vậy? Tại sao em không để chồng em lo cho em, chồng em nuôi em? Mình là phụ nữ, chồng mình là làm thu nhập chính, mình chỉ làm chơi chơi thôi để mình còn giữ sức khỏe, để mình được trẻ đẹp nữa, chứ tại sao em phải vất vả như vậy? Nếu em khó khăn gì em nói chị giúp cho. Trưởng khoa của Hằng rất yêu thương Hằng, các anh chị, chỉ nói cái Hằng câu đó. Và Hằng chỉ, và không không có gì chị, Hằng chỉ gật đầu thôi. Bởi vì mình biết mình đang làm gì các anh chị. Và con của Hằng á, thì mỗi ngày về trễ thì con Hằng không ngủ anh chị, 2 giờ, 12 giờ, có khi 12 giờ mới về tới nhà. Có những lần mà dẫn đội nhóm hội nghị, và hội nghị sau nghỉ tới 12 giờ mới về. Thì con Hằng cũng không ngủ, chờ Hằng thức, chờ Hằng về, thức chờ Hằng về để mở cửa cho Hằng vô các anh chị. Hằng nhớ cái lần đó Hằng rất là xúc động, và con Hằng khóc, màng cũng khóc. Và Hằng nói với lòng mình á, mình nhất định mình phải thành công thật là nhanh để mình trả thời gian lại cho con của mình. Và Hằng đã làm được điều đó là các anh chị. Hằng đã trả thời gian được cho con của mình. Và hôm nay bé rất là hạnh phúc, và bé được đi du lịch chuyến này rồi á, và bé rất là cảm xúc với em quay các anh chị, rất là vui. Cái lần này là lần mà Hằng cảm xúc nhất các anh chị. Và các Diamond á đều đề nghị với em quay là sắp tới nếu mà cho chuyến du lịch á, nên cho con đi luôn. Lúc nào Hằng cũng đề nghị điều đó, và các Diamond up á cũng đề nghị điều đó với em quay các anh chị. Các anh chị hãy dành cho Diamond up của mình á một tràng pháo tay số 6 đi các anh chị. Cảm ơn các Diamond up của mình luôn luôn nghĩ điều tuyệt vời cho tất cả nhãn phối. Cho nên sau này á ông sẽ lắng nghe những Diamond, và sẽ quyết định cho con của nhãn phối. Và các anh chị hãy nỗ lực để sau này mình có thể dẫn con của mình đi các anh chị. Thì trong thời gian gần đây là đã có thể dẫn được ba mẹ và con của mình đi đó các anh chị. Và ngày ngày 3 tháng 7 là cái ngày chương trình mà trực tuyến sẽ là công bố chuyến tưởng thưởng du lịch 5 sao. Và các anh chị mới, các anh chị vẫn có khả năng làm được. Bởi vì á, Hằng khi mà Hằng vào Amway 2013, Hằng nhìn thấy cái chuyến du lịch của các anh chị á, Hằng khát khao, Hằng nói năm sau nhất định cái chuyến này sẽ có tôi. Hằng nói với lòng mình như vậy các anh chị. Và cuối cùng năm 2014 Hằng cũng đạt được cái chuyến du lịch đầu tiên của mình là được đi Nhật Bản các anh chị. Cho nên các anh chị mới vẫn có khả năng làm được. Hãy tin tưởng ở mình. Và đây là cái lần đi Mỹ Alaska các anh chị. Hằng nhớ cái lần này á, Hằng đăng cái tấm hình mà welcome USA này các anh chị, Hằng đăng lên Facebook. Thì á, người bạn của Hằng họ rất là giàu, cái bạn này rất là giàu, thành công rất là lớn. Bạn này là bạn học chung với Hằng. Bạn này hỏi: ủa làm sao để đi du lịch ở Mỹ được vậy? Bạn làm cách nào để đi được? Hằng nói đâu có làm cách gì đâu. Hằng chỉ làm bình thường, Hằng làm ông quay thôi. Rồi ông quay mời đi. Và Hằng vô phỏng vấn có giấy giới thiệu của ông quay giới thiệu thôi. Chỉ như vậy thôi, Hằng không làm gì cả. Và đại sứ quán họ chỉ hỏi Hằng, Hằng đến đó họ phỏng vấn Hằng có 3 câu thôi: làm gì? Hằng nói Hằng làm ông quay. Và hỏi đi du lịch, đi ra nước Mỹ để làm gì? Hằng nói là ông quay mời. Hằng nói vậy thôi. Và họ hỏi là mình đi du lịch bao nhiêu lần rồi? Hằng nói là Hằng kể ra những nước Hằng đã đi rồi, Hằng đi rất là nhiều nước rồi các anh chị, được ông quay mời đi rồi. Thì Hằng đưa ra thì Hằng chỉ cần kể thật ra, họ hỏi cho hỏi thôi, chứ tất cả tài liệu của mình họ đã nắm hết rồi. Thì họ gật đầu, họ đúng 3 câu hỏi và họ đóng lại. Và cuối cùng là Hằng đậu visa thôi các anh chị. Rồi. Và bước xuống sân bay thì cũng là tổng giám đốc ra đón. Hồi nãy chị Hà chị nói thì Hằng cảm thấy là rất là cảm xúc các anh chị. Bởi vì thật sự là đi chuyến du lịch nào cũng có tổng giám đốc ra đón, bắt tay với nhà phân phối Amway các anh chị. Các anh chị nhìn xem có công ty nào, bởi vì Hằng cũng là người làm công ăn lương trước đây các anh chị. Hằng cũng đã từng được đi du lịch ở trong nước, đi Vũng Tàu thôi, thật ra chưa đi đâu xa, đi Vũng Tàu. Và muốn mà dẫn chồng mình đi thì đóng 50% nữa cho chồng mình đi. Và đi thì không thấy giám đốc ở đâu cả, không thấy, và phó giám đốc ở đâu cũng không bao giờ thấy luôn các anh chị. Và ở khách sạn 2 sao tới 3 sao chưa bao giờ
gặp được giám đốc đâu các anh chị, nhưng mà đi chuyến nào của ông quay cũng tổng giám đốc ra đón các anh chị và bắt tay welcome mình, và đi đâu cũng có quà các anh chị, rất là tuyệt vời các anh chị. Hằng nói lại cái người bạn mà hồi nãy hỏi cái Hằng các anh chị, thì bạn Hằng mới kể là tao đã phỏng vấn 7-8 năm nay tao chưa được đi. Bạn của Hằng là người rất là có điều kiện các anh chị, nhưng mà phỏng vấn 7-8 năm rồi vẫn chưa được đi. Năm nào cũng được phỏng vấn chứ, cứ mấy tháng là phỏng vấn một lần, nhưng mà 7-8 năm vẫn chưa được đi nước ngoài để chỉ là du lịch thôi đó các anh chị. Nhưng mà với ông quay thì có giới thiệu của ông quay, trên ra chúng ta rất là may mắn, chúng ta đứng được trên vai của người khổng lồ, và chúng ta được phối hợp, được hợp tác với người khổng lồ là ông quay các anh chị. Trên hãy dành cho ông quay một tràng pháo tay số 1 được các anh chị, là tập đoàn số 1 trong ngành bán hàng trực tiếp các anh chị, rất là tuyệt vời. Và đó là cái mà mình vô cùng có phước các anh chị. Chúc mừng tất cả các anh chị nhận phố rất là có phước đã lựa chọn đúng ăn quay. Đây là cái hình mà Hằng rất là cảm xúc. Đây là cái hình mà chính tay Hằng dùng cái điện thoại của Hằng chụp. Đó là ngay ranh giới của Mỹ và Canada các anh chị. Hằng rất cảm xúc, và mỗi lần Hằng nhìn tấm hình này Hằng rất là cảm xúc các anh chị. Hằng nhớ hồi nhỏ nhà của Hằng đi lên mười mấy cây số là Campuchia. Hằng đã từng lên để đứng ngay cái ranh giới của Campuchia với Việt Nam rồi các anh chị. Nhưng mà lần này Hằng đi ra tới ranh giới của Mỹ và Canada. Cho nên bản thân Hằng rất là cảm xúc với cái tấm hình này, các anh chị rất là vui. Ở trên xe thì là Mỹ, chỉ cần để cái chân xuống đất thôi là Canada các anh chị, rất là vui. Rồi, đây là Canada các anh chị, đã qua được Canada rồi. Rất là tuyệt vời, cái xứ sở rất là sạch các anh chị, rất là tuyệt vời. Và tại vì một nước Hằng chỉ để một tấm hình thôi các anh chị, bởi vì quá nhiều hình, quá nhiều nước cho nên Hằng chỉ để tượng trưng. Còn số nước Hằng chưa đưa lên nữa các anh chị. Đây là Hàn Quốc. Các anh chị xem ở đây là cái chỗ mà đóng phim Bản tình ca mùa đông các anh chị. Hai nhân vật rất là nổi tiếng, thì cái người kế bên ngồi để chụp hình cũng nổi tiếng lây các anh chị. Đây là những lãnh đạo của hệ thống Gen One đi du lịch đó các anh chị, cùng nhau. Cách đây mấy ngày các anh chị, lần này lần thứ hai lại đến Mỹ các anh chị. Lần thứ hai lại đến Mỹ. Và cái lần này rất là vui. Rất là vui vì không cần phải đi phỏng vấn gì cả. Tự động công ty Amway đi gia hạn cho mình luôn cả visa, chẳng có biết phỏng vấn tới ngày, tự nhiên xách vali kéo là đi thôi các anh chị. Không phỏng vấn một câu nào cả. Và đến đây các anh chị, đây là cái nơi mà gọi là mơ ước các anh chị. Cái tấm hình Las Vegas cách đây khoảng một tuần lễ các anh chị, xem trên báo các anh chị, có cái tấm hình này, nắng nóng là hơn 40 độ C. Nhưng mà một dòng người xếp hàng rất là dài chỉ để chụp hình ở chỗ cái bức hình mà nổi tiếng ngay chỗ Las Vegas này thôi các anh chị. Tại vì Hằng cách đây khoảng một tuần lễ là có các anh chị nào mà có xem báo thì các anh chị sẽ nhìn thấy tấm hình này. Và ông qua đã đưa mình đến, đưa các diamond đến để chụp hình ở một cái nơi mà rất là nổi tiếng của Las Vegas các anh chị. Và đây là cái trụ sở chính của ông quay, các anh chị hãy hình dung tấm hình này A70, chính mình sẽ là người đứng chỗ này các anh chị. Các anh chị hình dung được không ạ? Được hấp dẫn các anh chị. Hãy hình dung ở đây. Bởi vì Hằng nhớ khi mà mình bước vào làm ăn quay năm đầu tiên các anh chị, thì lúc đó là chị Hoàng Yến là tuyến trên của Hằng cũng được đến tại trụ sở chính này các anh chị. Chị mới nói là mỗi ngày các bạn chỉ cần chỉ vô cho một người mới của mình, đây là trụ sở chính ăn quay, đây là trụ sở chính quay, mỗi ngày đều nói cho người bạn của mình, thì 5 năm sau bạn sẽ đến được đây. Cái câu nói đó chỉ nghe thôi, nhưng mà đó nó trở thành sự thật khi mà mình làm theo các anh chị. Và Hằng đã làm theo. Mỗi ngàn điều ôi bê, mỗi ngàn điều chỉ cho một người đối tác mình, đây là ông quay, đây trụ sở chính, và 5 năm nữa nhất định tôi có mặt đây. Và cuối cùng Hằng đã có mặt được ở đây rồi các anh chị. Rất là cảm xúc với cái chỗ này các anh chị. Đây là cái chỗ mà trụ sở chính của ông quay. Rất là biết ơn chị Diamond Cà Thị Nhung đã chụp cho Hằng tấm hình rất là đẹp. Đây là nhà ngay cái nơi của ông Karambot, cái người sáng lập nên Nutrilite, cái nơi mà ông đã hy sinh dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra cái viên dinh dưỡng cho mình uống các anh chị. Đến đây á, cực kỳ xúc động, chảy nước mắt các anh chị. Đây là cái kỷ niệm, cái nơi kỷ niệm và cái nhà của ông ở đây các anh chị. Rất là biết ơn chị Nhung đã chụp cho Hằng tấm hình này, nhưng mà rất là xin lỗi chị Nhung là không chụp lại chị Nhung được tấm hình đẹp, tại vì thật sự Hằng không biết chụp hình. Nhưng mà hôm nay sắp tới đi lần sau đi Mỹ cái chuyến này, Hằng sẽ chụp lại cho chị Nhung tấm hình rất đẹp. Hôm nay Hằng biết chụp hình rồi. Đến đây những cái kỷ niệm, kỷ vật của ông đều được trưng bày ở đó hết các anh chị. Những cái rìu, những cái dụng cụ thô sơ đầu tiên, và những cái chỗ mà ông ngồi, cái bàn ông ngồi, quyển sách ông đọc, để là y chang trong cái nhà của ông các anh chị.
rất là xúc động các anh chị. Hằng đến đây Hằng rất là xúc động các anh chị. Viện nghiên cứu Nutrilite. Amway còn thiếu nợ các nhà phân phối Diamond tổng cộng là 4 chuyến du lịch các anh chị. Một chuyến là ở Mỹ là sẽ trở lại nơi này các anh chị. Một chuyến là ở Thụy Sĩ. Một chuyến là ở Úc. Một chuyến là ở Nhật các anh chị. Amway còn thiếu tổng cộng những nhà phân phối Diamond hiện tại giờ là 4 chuyến du lịch các anh chị. Và do vì dịch cho nên là không được, không kịp đi. Đây là cái nơi mà rất là xúc động. Các anh chị thấy cái người mà áo trắng đi vô đó là chị Diamond Cà Thị Nhung đó các anh chị. Các anh chị nhìn thấy cảnh này lúc đó chị Nhung cũng khóc mà Hằng cũng khóc. Rất là xúc động các anh chị. Đây là những nhân viên, những nhà khoa học và kỹ sư, những nhân viên cấp cao của ADA. Ngày đó họ nguyên một ngày đó không có làm việc. Chào mừng những nhà phân phối Amway trên toàn cầu, những nhà phân phối Diamond trên toàn cầu. Họ rất là trân trọng chị, các anh chị chạy thảm đỏ mà từ trên xe bước xuống chạy thảm đỏ đi thẳng vào trong tổng hành dinh là cái nhà, cái nơi mà quy tụ của các Diamond, của các Diamond trên toàn cầu các anh chị, rất là tuyệt vời. Ngày đó rất là xúc động các anh chị. Rất là xúc động. Lúc đó Hằng thấy chị Nhung khóc rất là nhiều mà Hằng cũng khóc nữa các anh chị, cảm thấy mình rất là xúc động, mình rất là có phước. Và đến đó một cái cảm giác lạ lùng lắm các anh chị. Một cảm giác giống như quay về nhà, một cái nơi mà lâu lắm là mình không được về, mình xúc động cực kỳ các anh chị. Mỗi lần Hằng nói tới đây Hằng rất là cảm xúc các anh chị. Và Hằng mới nói đùa với đội nhóm của mình á, ai mà thích quà thì đi làm quay đi. Ai mà thích nhận quà thì làm quay cho Hằng. Làm quay thành công đi. Ông quay mời đi đâu cũng có quà hết trơn á. Mỗi ngày riết rồi tạo thành thói hư cho nhận phối. Khi mà về tới nhà, tới phòng á, đều nhìn lên giường cái ông quay để gì tặng cho mình. Mỗi lần đi du lịch ông quay á, về tới phòng mở cửa ra nhìn trên giường trước rồi hay làm gì làm để coi, để mở quà các anh chị. Về đêm nào cũng có quà các anh chị. Là đây cái thẻ, cái thẻ visa các anh chị, thẻ visa, cái thẻ mà để mua đồ các anh chị. Mỗi một cái thẻ như vậy là 400 đô để tiêu vặt các anh chị, tặng cho mỗi nhà ông thôi. Vừa bước xuống Hằng nhớ cái lần mà Hằng xúc động nhất, Hằng giật mình nhất á, là xong mà ông quay chơi lớn quá. Hằng vừa bước tới đó thôi, Hằng với chị Nhung vừa bước tới đó thì á, ông quay lại dẫn vô cái chỗ mà để nhận quà. Muốn lựa cái gì cũng được chứ, chọn món nào lấy món đó. Thì Hằng tưởng đâu là món quà bình thường, thật ra Hằng không biết Hằng hiểu các anh chị. Khi mà Hằng vào á thì cuối cùng á Hằng đi vòng vòng quá nhiều đồ, không biết chọn đồ gì các anh chị. Thì cuối cùng Hằng mới lấy đại một cái mắt kiến. Rồi anh Tâm thì lấy đại một cái giỏ sách. Tại vì mỗi người được món quà cứ lấy gì lấy. Rồi chị Nhung lấy cái gì Hằng quên rồi. Mỗi người lấy món quà. Khi mà đi ra gặp các Diamond khác á, thì nó, trời ghê vậy. Khi mà ra thì em mới biết là cái túi của anh Tâm là cái túi tôm mì mà gõ lên là 690 mấy đô. 690 mấy đô các anh chị. Là cái túi đó là mười mấy. 690 mấy đô là gần mười mấy triệu cái túi đó các anh chị. Và cái mắt kiến của Hằng á, thì á, lại gõ lên á, Dior các anh chị. Cái thương hiệu và cái số liệu đó thì khi mà gõ lên các anh chị 590 mấy đô các anh chị, mà Hằng không có biết là hàng hiệu luôn các anh chị. Mình nhớ lại mình rất là nhà quê các anh chị, mình rất là xúc động và rất là nhiều quà. Hằng nhớ đi lần đó rất là nhiều quà, mình cộng lại cái chuyến đi này rất là nhiều các anh chị. Cái ngày mà chuẩn bị về á, cái đêm chuẩn bị về á, cái vali này các anh chị, Hằng thật ra Hằng không có biết cái vali này trị giá vậy. Mà cuối cùng á, các anh chị biết cái anh mà, cái anh chủ, cái anh mà dẫn đoàn đi du lịch các anh chị, anh nói tôi làm gần 20 năm à, tôi chưa bao giờ thấy cái công ty nào mà chơi lớn giống như ông quay chứ. Tặng quà gì mà tiền quá trời tiền, không biết vì sao mà phải tặng quà lớn dữ vậy. Những anh chị này là cái gì mà rồ dữ vậy. Tại vì ông quay chi tiền, đưa tiền cho cái anh này là mua cái vali này á. Mỗi chiếc vali anh nói là 20 triệu. Gần 20 triệu chiếc vali này. Và đây là hàng hiếm các anh chị. Hàng hiếm. Và buổi tối chuẩn bị về thì đãi tôm hùm. Con tôm mà anh Tâm là nam mà chỉ ăn được một con thôi các anh chị. Con tôm hùm lớn như vậy. Và Hằng nhớ lần đó mình mua tôm hùm về nhà ăn thì mở ra con tôm nó không có bự. Cái ruột con tôm không có bự. Nhưng mà cái lần đó con tôm mà Hằng ăn được một con thôi các anh chị. Không ăn nổi con thứ hai. Con tôm rất là bự. Là tôm hùm của Alaska các anh chị. Rất là lớn. Và cái đêm đó là cái đêm mà rất là nhận phố, rất là hạnh phúc các anh chị. Trao yêu thương với nhau, chia sẻ với nhau rất là vui các anh chị. Và tặng một chiếc điện thoại iPhone Pro 11
526 ghi là cái điện thoại mà mới nhất trong thời điểm đó các anh chị. Rất là tuyệt vời các chị. Là cộng lại thôi là đã 50 mấy triệu cái tiền tặng quà cho một đêm buổi tối thôi. Còn những đêm trước là quà khác. Rất là kinh khủng, cho nên tại sao Hằng mới nói nhạc phối á, là ai mà thích được tặng quà thì cứ làm quay đi. Làm quay thành công cỡ gì cũng có quà hết á. Đây là Amway Lazada các anh chị. Rất là tuyệt vời. À, vào đây thì xài tất cả những cái vật dụng cá nhân đều là của Amway các anh chị. Rất là tuyệt vời các anh chị. À, và đây là trụ sở chính. Các anh chị hãy hình dung chính mình A70 sẽ là ngồi ở vị trí nào được các anh chị. Các anh chị hãy tìm cái vị trí tốt nhất của mình để ngồi. Nhìn đi các anh chị. Nhìn và cảm nhận. Và hãy truyền cái nguồn năng lượng của mình là nhất định A70 tôi sẽ có mặt ở đây. Bạn nào nhất định A70 có mặt đây, hãy comment là tôi đi ạ. Bạn nào sẽ có mặt ở đây ạ. A70. Bởi vì cả thầy Phu, cả cô Châu và cả hệ thống Rado, cả 3S, tất cả các anh chị lãnh đạo của chúng ta đều khát khao, đều mong muốn giúp cho tất cả các anh chị nhận phối của Amway Rado làm sao đi đến được chỗ này A70 các anh chị. Để chúng ta sẽ mang niềm tự hào cho Amway Việt Nam của mình các anh chị. Lần này chỉ có mỗi Hằng với chị Cà Thị Nhung thôi. Hằng với anh Tâm, với chị Nhung và anh Trung đến đây. Nhưng mà đến đây rồi Hằng với chị Nhung mới nói là A70 nhất định mình sẽ dẫn toàn đội của mình đến đây các anh chị. Để là mang về niềm tự hào cho người dân Việt Nam của mình. Việt Nam của tôi cũng rất là nhiều người đặt tay mình đến đây các anh chị. Những tấm hình này mình rất là cảm xúc các anh chị. Bởi vì một người dân thường, một người nhân viên y tế rất là tầm thường, rất là bình thường, không có một chức vụ gì cả, nhưng mà được chụp hình bắt tay với ông chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, chủ tịch tập đoàn Amway toàn cầu các anh chị. Họ rất là trân quý các anh chị. Mình rất là hạnh phúc các anh chị, cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ông Doc DeVos và cái người bên tấm hình bìa bên tay phải á, là ông Milan, hai vợ chồng Milan á, là cái người mà có đứng vị trí số 2 trên mạng xã hội các anh chị, gõ tên của ông thì á, ông Bill Gates là đứng số 5 các anh chị. Nhưng mà ông Milan hiện tại là tổng giám đốc Amway toàn cầu, ông đứng số 2 trên mạng xã hội. Amway đang đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số, cho nên mời ông về làm tổng giám đốc điều hành về kỹ thuật số các anh chị. Hãy dành cho tầm nhìn của Amway một tràng pháo tay số 1 thật là nhiều đi các anh chị, thật là dài đi các anh chị. Amway luôn hướng tới giúp cho nhãn phối mình chuyển đổi, chuyển hóa mình đó các anh chị. Chuyển đổi qua 4.0, 5.0 các anh chị. Đây là một người rất là thành công trên mạng xã hội các anh chị. Và đây là lần này là có chị Hoàng Yến, chị Diamond Cà Thị Nhung, vợ chồng của ông Doc DeVos. Rất là vui các anh chị, rất là vui. Buổi tiệc cóc tay rất là vui các anh chị. Hằng nhớ rất là nhiều Hằng với chị Nhung á, với chị Yến á, được rất là nhiều nhà phân phối ông quay Diamond á, của nước khác tới để xin chụp hình vì chiếc áo dài này các anh chị. Họ nói tiếng gì mình không biết, tại vì họ không có nói tiếng Anh nữa. Họ ở nước nào đó họ nói tiếng gì á. Mà họ biết được cái là họ chạy thôi, họ nắm tay mình cái. Ông chồng chạy hơn trước, giơ cái điện thoại lên là Hằng biết, vậy là xin chụp hình. Hằng gật đầu vậy thôi các anh chị. Chứ họ nói tiếng gì mình cũng không biết. Giống như con gà với nhịp nói chuyện nhau các anh chị. Hằng cũng chẳng biết tiếng Anh. Nhưng mà Hằng chỉ nghe được tiếng Anh. Nhưng mà có những nước khác, những quốc gia khác họ nói tiếng gì đâu. Tiếng của quốc gia của họ gì mình không hiểu. Nhưng mà mình cảm nhận được họ đang nói cho họ xin tấm hình. Bởi vì họ lúc nào họ cũng là như vậy các anh chị. Họ nói là áo dài rất là đẹp. Họ rất là ngưỡng mộ chiếc áo dài Việt Nam mình. Vậy thì các anh chị hãy giữ dáng mình thiệt là đẹp để A70 chúng ta đồng loạt, chúng ta những người phụ nữ xinh đẹp, chúng ta sẽ mặc áo dài đến ADA để dự A70 được không ạ? FC Châu Nguyễn Minh các anh chị, cô rất là tuyệt vời các anh chị. Cô rất là yêu thương các anh chị trong đội nhóm, trong hệ thống. Và cô dẫn mình đi vòng vòng để giao lưu rất là nhiều nhà phân phối Diamond nước khác các anh chị. Đi ngang thì họ xin lại họ chụp hình các chị, họ xin đứng lại chụp hình. Và cô EDC Lâm Xuân Mai các anh chị, chị Nhung, chị Yến, rất là yêu quý các cô, các chị. Hằng với anh Tâm, với chị Nhung, với anh Trung sẽ đứng tại chỗ này, đứng chờ các anh chị, được không ạ? Chờ các anh chị A70 sẽ có mặt ở đây, được không ạ? Đây là những chuyến du lịch của Amway. Bạn thành công một lần là thành công mãi mãi các anh chị. Được Amway mời đi những chuyến thương gia rất là tuyệt vời các anh chị. Hằng nhớ cái lần đi đi Mỹ, Hằng xin không được ngồi thương gia, Hằng xin ngồi ghế thường các anh chị. Thì Hằng nhận cái
cái phía trên lệch của Hằng á, bằng Hằng lúc đó Hằng cảm thấy rất là xúc động, bằng một năm Hằng làm truyền thống trước đây các anh chị, chỉ là chuyển cái ghế từ hạng thương gia xuống ghế phổ thông các anh chị, bằng một năm đi rất là nhiều chuyến du lịch thương gia các anh chị. Và Hằng nhớ một lần Hằng đổi lại Hằng để Hằng cảm xúc, Hằng cảm giác coi ông quay có trả được cái tiền mà trên là thương gia như thế nào để Hằng biết được các anh chị. Ông quay là trải nghiệm, mình trải nghiệm thử xem, thì nhận lại được 5.000 đô từ cái chuyện, cái chuyến mà dịch chuyển từ cái ghế gọi là cái ghế business class xuống thành cái ghế phổ thông các anh chị, ghế thường các anh chị. À, thì đây là cái lần mà Hằng rất là cảm xúc các anh chị, và còn rất là nhiều chuyến nữa sẽ đi thương gia. Hằng đang suy nghĩ là mình có nên đổi xuống hay không, hay là vẫn là đi chuyến thương gia, bởi vì mỗi lần đổi là mình sẽ nhận được cái khoản này các anh chị, rất là tuyệt vời các anh chị. Đây là SC Châu Ứng Minh. Một cái vị này rất là đặc biệt các anh chị, vị này là trở thành diamond, và vị này là có tật ở chân các anh chị, và ông đã tận hưởng cuộc sống của ông quay 53 năm rồi các anh chị. Đây là cái câu nói mà để chứng minh rằng á, thành công một lần với ông quay là thành công mãi mãi, chỉ cần mình xây dựng hệ thống bền vững các anh chị. Bởi vì á, ông lên diamond năm ở Mỹ lúc mà ông quay 7 năm, và vừa rồi kỷ niệm A60 là ông đã tận hưởng cuộc sống diamond ở ông quay 53 năm rồi các anh chị. Rất tuyệt vời các anh chị, rất là tuyệt vời. Các anh chị thấy vui không ạ? Trên đây là cái mà niềm tin và niềm tự hào. Tiếp tục là những chuyến Dubai. Lần này Hằng dẫn em gái của Hằng, công ty ông quay mời vợ chồng của em gái của Hằng và tuyến dưới, còn một cặp nữa, và anh Triều ở đây. Cái nơi này rất là tuyệt vời các anh chị, nhà hàng Cánh Buồm, rất là tuyệt vời các anh chị. Đội nhóm đi cùng nhau, chương trình tổ chức chương trình liên tục các anh chị, rất là vui các anh chị, rất là vui. Và mình đã làm được những điều mình thích các anh chị. Đây là chương trình ngày 8 tháng 3 của Hằng các anh chị. Ngày đó Hằng không không tặng hoa, nhưng mà Hằng chỉ Hằng không nhận hoa các anh chị. Hằng mang cái ngày 8 tháng 3 đó Hằng tặng quà cho những người phụ nữ kém may mắn hơn mình các anh chị. Mình làm được những điều mình thích các anh chị, rất là tuyệt vời. Đây là trong những người chị này là ở bệnh viện Từ Dũ các anh chị, những người bị ung thư ở khoa ung thư của bệnh viện Từ Dũ các anh chị. Đây là ở quê hương của Hằng. Đây là cái mà Hằng đã hình dung trong đầu từ năm Hằng 7 tuổi các anh chị, thì hôm nay đã trở thành sự thật các anh chị. Cái người áo tím đội nón lá là mẹ ruột của Hằng các anh chị. Rất là tuyệt vời các anh chị, Hằng thực hiện được ước mơ của mình, và mình làm được những điều mình thích các anh chị. Mùa Covid mình cũng hỗ trợ chống Covid các anh chị, mình làm được những điều mình thích, cảm thấy rất là xúc động. Lần này Hằng đi cùng với cô An, Hằng rất là quý cô An các anh chị. Cô An gấp đôi, gần gấp đôi số tuổi của Hằng, nhưng mà Hằng xem cô An giống như một người bạn các anh chị. Hằng hay chia sẻ với cô An, cô An cũng hay chia sẻ với Hằng, rất là vui các anh chị. Đây là những phần thưởng sau sự nỗ lực của mình. Và hãy tin tưởng một điều rằng á, hôm nay chúng ta là một mình, chúng ta làm với một mình, nhưng mà 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 5 năm chúng ta sẽ có hệ thống như một rừng cây các anh chị. Hãy tin tưởng, Hằng luôn tin tưởng, Hằng làm được thì Hằng tin tưởng rằng á, tất cả các anh chị đều sẽ làm được. Cảm ơn tất cả các anh chị, và Hằng xin 4 phút để Hằng share cái bài này để Hằng tặng quà cho tất cả các anh chị. Các anh chị có muốn nhận quà nữa không ạ? Bởi vì đi đâu á, ông ấy cũng tặng quà hết, cho nên Hằng muốn dành cái món quà này để tặng, để tạo một cái động lực rất là lớn cho tất cả các anh chị. Các anh chị muốn nhận quà thì cho Hằng số 6 đi ạ. Chào thứ 6 thì Hằng gửi quà các anh chị trong 4 phút ạ. Ở bên đó các anh chị có nghe âm thanh không ạ? Các anh chị cho Hằng biết chị có nghe âm thanh không ạ? Chưa có âm thanh đâu cô ơi.
Ok các anh chị. Ok các anh chị. Sorry các anh chị, Hằng không biết vì sao không có tiếng nữa. Và Hằng hẹn lại tất cả các anh chị cùng giao lưu các anh chị trong những lần sau. Và rất là vui được giao lưu cùng tất cả các anh chị. Và Hằng tin tưởng rằng A70 chúng ta sẽ cùng nhau có mặt tại A70 và chúng ta cùng nhau Go Diamond được không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị và Hằng xin hết phần chia sẻ của mình. Cảm ơn tất cả các anh chị, Hằng trả lại cho MC.